Lâm Đồng, Bình Dương cần phải quên. Cần thơ ở loạt đá luôn lưu cũng chúng ta trước là cái bánh Sài Gòn năm trước. Alex Bình Hằng là đã chọn đúng điểm rồi, nhưng cú sút của Alex là quá mạnh, 1-0 cho sở thủ kiên thiết Lâm Đồng. Hoàng Di Liêu trên Bình Dương. Di Liêu đã từng quen thuộc từng tham cỏ. Và bây giờ anh đứng trước quả đá luôn lưu đầu tiên. Anh thấy các bạn biết đây, rất giống với cả của Vũ Thức. Alex, chủ về đối phòng cũng hoàn đáng đánh hướng trước, nhưng không cảm phá được. Với những thủ môn kinh nghiệm bắt được. Loạt đá luân lưu thứ hai của thủ thủ kinh nghiệm Lâm Đồng. Rất mạnh mẽ. Một cú sút vào góc cao và thủ môn đường là đá phải đá bay. Lâm Đồng lại vượt lên 2-1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cầu thủ của Lâm Đồng đã nở một nụ cười rất rạng rỡ. Bây giờ là Bruno Carson, chân thức thứ một của Bình Dương ở những giải giao hữu gần đây. Thủ môn Đức Hùng vẫn rất xuất sắc, không những trong giờ đấu chính thức mà cả trong lập luân lưu. Một pha đổi người rất bình tĩnh, nhưng cơ thấp của Uno cá thân cũng gặp được trường này khi chờ vào thủ môn Đinh Hoàng Lan. Thủ môn Đinh Hoàng Lan đã liên gọi phải đối trợ vì rất tay của thủ phố Kinh Thiết Lâm Đồng. Tỷ số đang là 3-1 trong là đá lưu lưu, nhưng về phía đội khách cũng là đối với những trường hợp của Lâm Đồng. Anh Đức và thủ môn Đức Hùng và đá rất quan trọng cho Bình Dương. Anh Đức đã đánh lừa đội tuyển Đức Hùng, hy vọng bất cần thay đổi chủ nhà. Tỷ số lưng lưu đã được rút ngắn xuống còn 3-2. Và bây giờ là loạt đá thứ tư của sở thủ Kinh Thiết Lâm Đồng. Lưu lưu là 4-2. Nếu như trọng giáp mà không thành công, Bình Dương sẽ thất bại. Nhưng trọng giáp đã thực hiện kỹ thuật hoàn hảo. Bình Dương là đội khách. Và chính thủ môn Đức Hùng đang những thủ môn xuất sắc trong trận đấu trên những người xuất sắc trong trận đá lưu lưu. Như vậy là Đức Hùng đã mang về chiến thắng cho đội Lâm Đồng. Thủ môn Kiên Thiết Lâm Đồng đã giành chiến thắng trong trận đá lưu lưu với tỷ số là 5-3 để giành quyền đi tiếp. Một kết quả bất ngờ, và chúng ta phải nói lời chúc mừng đối với đội nhất Lâm Đồng đã có một trận đấu xuất sắc trong trận Bình Dương trong giờ đấu chính thức với tỷ số 2-2, và sau đó vượt qua bằng là đá luân lưu với tỷ số là 5-3. Lâm Đồng đã có được chiếc vé vào vòng 1/8 phút quốc gia, cầu thủ còn là tân binh ở giải nhất ở Liên đoàn Bình Dương chỉ còn một mục tiêu cuối cùng ở mùa giải năm nay, đó chính là giải vô địch quốc gia V-League. Các bạn thân mến, tại đây cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.